Những chiếc xe ben khi không chở hàng thì thùng đúng quy định đăng kiểm, nhưng khi chở hàng thì biến hình, nâng thành thùng lên để chở quá tải trọng nhiều lần. Cụ thể, vào chiều ngày 17 tháng 8, chúng tôi chứng kiến xe ben loại 4 chân mang biển kiểm soát 72C07431 chở đá dăm vun đầy áp thùng, ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường Phú Mỹ, Tóc Tiên hướng về khu vực Châu Pha, Bà Rịa. Theo quan sát, chiếc xe này có thùng xe kỳ lạ, khác với nhiều thùng xe ben cùng loại hiện hành. Cụ thể, bên thành thùng xe ben có hai xương sắt lớn chống ở đầu và cuối thùng. Riêng phần thanh ngang trên thùng xe có hai tấm bạt màu đen rộng hơn 50cm, kéo dài từ đầu đến cuối thùng. Quan sát kỹ hơn, chúng tôi thấy tấm bạt này được bắn vào phần có biển hiệu cơi nới, cao hơn thùng xe nguyên bản bằng đinh vít. Các tài xế hành nghề xe ben cho biết, phần có biểu hiện cơi nới trên chính là thùng xe biết biến hình của loại xe cơi nới thùng bằng hệ thống thủy lực dùng để chở quá tải. Đeo bám chiếc xe này hơn 10 km, điểm đến của chiếc xe ben này là một cái kho rộng. Sau đó, chiếc xe đổ đá xuống rồi thùng xe nhanh chóng biến hình trở lại trạng thái nguyên bản. Tương tự, tại một mỏ đá ở địa bàn thị xã Phú Mỹ, chúng tôi cũng ghi nhận có xe ben cũng loại 4 chân, biển số 72C18241 cùng nhiều xe khác có hệ thống thủy lực đang hung hục vào nhận đá. Do chở quá nặng, các xe này di chuyển rất khó khăn để rời mỏ đá. Sau nhiều ngày đeo bám chiếc xe ben cơi thùng thủy lực, chúng tôi đã lần ra được lò chế tạo chiếc thùng biến hình cho những chiếc xe này. Đó là gara nằm trong con đường ở khu phố 4, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Theo quan sát của chúng tôi, gara này rộng gần 100m2. Bên trong có hai xe ben đang được các thợ cơ khí cắt hạ thùng cơi nới. Chủ gara là một người đàn ông khoảng 50 tuổi thừa nhận chiếc xe ben mang biển kiểm soát 72C07431 chính là ông chế tạo hệ thống thủy lực. Đóng mới, thùng mới lên vỉ luôn. Theo hình ảnh và video ghi lại lúc đang chế tạo thùng xe này, đầu tiên ông hàn hai vỉ sắt giống như thành thùng. Tiếp đến ông lại hàn hai xương sắt để giấu hai ống ti thủy lực vào trong. Ti này, ti sau này, và đây trụ ở giữa này. Đó, chạy lên hướng đánh lên hướng này đầu. Sau đó, ông bắt hai vỉ sắt lên thành thùng, rồi nối hệ thống dây điện từ bộ thủy lực vào hệ thống điều khiển nằm trong cabin xe. Cuối cùng, ông cho thợ mài rũa và sơn lại phần vỉ sắt cơi thêm cho trùng màu sơn với phần thùng nguyên bản. Nếu như em làm bây giờ làm cho anh nó hoàn thiện hết á, xong rồi bằng tải đồ các thứ nhường để đến xài á, thì nó làm khoảng 6-4 triệu. Còn tại gara trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một người đàn ông khoảng 35 tuổi cũng nhận làm hệ thống thủy lực. Ông không ngại cho biết đã từng cơi thủy lực nâng thùng cho hàng trăm xe ở khu vực này. Theo ông này, mỗi thùng cơi thủy lực cao 50cm, dùng loại sắt cường lực dày 8mm có giá 62 triệu đồng một xe. Nếu làm nhiều từ khoảng 10 xe, ông bớt xuống còn 59 triệu đồng. Có như cái xe này anh thấy không? Anh thấy được cái đường ống không? Đâu thấy đường ống đâu. Em giấu vào đây nè. Nó nằm trong đây. Này. Này của anh em sẽ làm giống y chang vậy. Đường ống nó đi hết ở trong, chứ không có đi ra ngoài nha. Chỉ nó ra ở sau này thôi. Ông chỉ mánh khóe để không bị cơ quan chức năng nhận diện xe cơi thùng thủy lực là 4 ti thủy lực ở hai bên thùng sẽ được ngụy trang dưới 4 xương sắt, khiến cho người nhìn nhầm tưởng là để gia cố cho thành thùng xe chắc chắn hơn. Nói chung là trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này là khách là hầu như nhà xe nào em cũng làm. Nói cái vụ cơi nới này á, là ví dụ như anh che vậy, nhưng mà nó có mấy ổng đi á, thì anh che là nó có quắt anh lại kiểm tra coi anh che đẩy cái gì, có cơi nới không, mà mình anh hạ được riêng rồi thì thôi. Để thuyết phục, ông dẫn chúng tôi đến một bãi xe cách gara vài trăm mét để tận mắt chứng kiến những chiếc xe mà chính ông đã cơi thùng thủy lực. Theo quy trình vận hành, tài xế chỉ bấm vào nút điều khiển trong cabin thì ngay lập tức thùng xe này nâng lên như thế này. Và chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 giây, phần cơi nới thêm lên được 50cm. Và khi ông yêu cầu tài xế bấm nút hạ xuống, cũng chỉ khoảng 10 giây, thùng xe trở lại nguyên bản. Chủ một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, với phần cao thêm 50cm đó, chiếc xe ben loại 4 chân này có thể chở thêm hơn 8 mét khối cát, tương đương với khoảng 14 tấn.